Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Gyuri Tichy, nước này tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và không nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc tấn công hiện tại vào khu vực Kursk ở phía tây của nước Nga. Phía Ukraine kêu gọi cho phép Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thị sát khu vực này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã đến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược ở bang Pennsylvania khi ông bắt đầu chuyến thăm quan trọng tới Mỹ. Ông Zelensky dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng Nga với Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng như các nhà lãnh đạo khác. Dự kiến hôm nay, ông Zelensky sẽ tới New York và có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Nam Bán Cầu, nhóm G7, châu Âu và các tổ chức quốc tế. Phát biểu tại một hội nghị của công đảng ở Liverpool, Bộ trưởng David Lammy nhấn mạnh cam kết của Anh trong việc hỗ trợ Kiev và lưu ý London cam kết cung cấp cho Ukraine 3 tỷ bảng Anh, tương đương 3,99 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự hàng năm. Ngoài ra, Bộ trưởng Lammy cảnh báo tình trạng thù địch ở Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm 2025 hoặc sang năm 2026 hay thậm chí còn xa hơn nữa. Những phát biểu của Ngoại trưởng Anh được đưa ra sau khi Anh và Mỹ đã không đạt được thống nhất trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga. Moscow đã cảnh báo một động thái như vậy sẽ khiến các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và phải đối mặt với phản ứng thích hợp từ Nga. Trong một phát biểu, Tổng thống Volodymyr Zelensky thúc giục Mỹ và các đối tác phương Tây khác tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Theo ông Zelensky, chỉ khi ở vị thế mạnh mẽ, Ukraine mới có thể thúc đẩy Nga chấm dứt chiến sự. Washington và các đồng minh đã cung cấp chương trình viện trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời áp đặt một số vòng trừng phạt đối với Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang có chuyến thăm Mỹ và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Joe Biden vào ngày 26 tháng 9. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, do đó các cuộc tấn công quân sự tầm xa, vấn đề hỗ trợ tài chính cho Ukraine và tình hình chính trị sau cuộc bầu cử Mỹ là những vấn đề chính dự kiến sẽ được hai bên thảo luận. Tuy nhiên, các chuyên gia Nga cho rằng chuyến thăm lần này khó có thể mang lại những thay đổi lớn cho Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra và những toan tính cẩn trọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Yuri Podolyakka, blogger quân sự Ukraine nhưng có quan điểm thân Nga hôm nay cho biết, các đơn vị Nga đã tiến vào Voleda và giao tranh trong đô thị bắt đầu diễn ra. Nhiều nguồn tin của Nga cũng xác nhận diễn biến mang tính đột phá này. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông Nga cho biết, các đơn vị xung kích của Nga đã xâm nhập vào Voleda thành công sau những cuộc giao tranh ở phía đông. Voleda là thành phố nằm trên đỉnh đồi ở vùng Donetsk, nơi được ví như pháo đài vì đã đẩy lùi hàng loạt cuộc tiến công của Nga kể từ năm 2022. Các chuyên gia quân sự trước đây nhận định Voleda là nơi dễ thủ, khó công, tương tự như thành phố Chasivya. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ, nếu các lực lượng Nga xâm nhập thành phố thành công, thì rất khó để Ukraine có thể đảo ngược tình hình. Một số video xuất hiện trên mạng xã hội ngày 24 tháng 9 quay cảnh Voleda bị Nga pháo kích dữ dội. Theo Reuters, các lực lượng Nga đang tiến công với tốc độ có thể được coi là nhanh nhất trong 2,5 năm qua ở miền đông Ukraine, bất chấp việc Ukraine mở cuộc tấn công ở vùng Kursk vào tháng 8. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo không quân nước này vừa tiến hành thêm một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở phía nam Liban, phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa và các tòa nhà của nhóm vũ trang đối địch. Đợt không kích được tiến hành sau khi Hezbollah mở thêm nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội vào một số khu dân cư phía bắc Israel, khiến ít nhất 3 người bị thương. Quân đội Israel đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm bao mòn và làm suy yếu năng lực quân sự của Hezbollah. Cũng trong sáng nay, IDF ban hành hướng dẫn mới về ứng phó tình huống khẩn cấp tại thành phố Haifa và các địa phương phía Bắc. Theo đó, Israel hủy bỏ toàn bộ hoạt động giáo dục, đồng thời giảm quy mô số người được phép tập trung ngoài trời xuống dưới 10 người, thay vì 30 người như hướng dẫn đêm 21 tháng 9. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Israel yêu cầu toàn bộ các bệnh viện tại khu vực phía Bắc chỉ được hoạt động dưới các hầm ngầm. Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã phóng hàng chục quả tên lửa tấn công hai cơ sở quân sự ở phía Bắc Israel, gồm một căn cứ không quân và một nhà máy sản xuất quốc phòng ở Haifa. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực cho biết, Hezbollah tiến hành tổng cộng 5 đợt tập kích với khoảng 100 quả tên lửa bắn về phía khu vực cao nguyên Golan, vùng thượng và hạ Galilee trong sáng nay. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, nhóm vũ trang mang tên Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo Iraq tuyên bố đã triển khai một số máy bay không người lái tấn công Israel trong sáng nay. Cuộc tấn công nhằm biểu thị tình đoàn kết và hỗ trợ cuộc đấu tranh của người Palestine ở Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận
lưới phòng không nước này đã bắn hạ một số máy bay không người lái xâm nhập từ phía Iraq, song không công bố thêm chi tiết. Theo người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari, các máy bay chiến đấu của Israel đang chuẩn bị tấn công vũ khí chiến lược của Hezbollah được cất giấu trong các ngôi nhà ở thung lũng Beka ở miền nam Liban. Ông Hagari kêu gọi người dân Liban rời khỏi các khu vực nơi Hezbollah cất giữ khí tài quân sự. Trước cuộc không kích, nhiều người dân Liban nhận được cuộc gọi thông báo tự động từ phía Israel kêu gọi sơ tán. Quân đội Israel cũng cho biết đã truyền thông điệp tương tự bằng tiếng Ả Rập trên tất cả mạng lưới và nền tảng ở Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi đoàn kết khi Israel tăng cường các cuộc không kích ở miền nam Liban, nói rằng nước này đang thay đổi cán cân an ninh và cân bằng quyền lực ở biên giới phía Bắc trong cuộc họp với các chỉ huy quân đội ở Tel Aviv. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã leo thang trong thời gian gần đây sau khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của nhóm Hezbollah bất ngờ phát nổ ở Liban, gây thương vong lớn. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran cho biết ông sẽ ở lại New York thêm vài ngày so với lịch trình của Tổng thống và sẽ có các tiếp xúc với Ngoại trưởng nhiều nước. Cũng theo ông Araki, các bên sẽ tập trung vào nỗ lực khởi động vòng đàm phán mới liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã ký giữa Iran và nhóm P5+1, gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức. Hiện tại, các bên đã có một số trao đổi và tuyên bố chung về sự sẵn sàng đàm phán, song những điều kiện quốc tế hiện tại khiến cho việc nối lại đàm phán trở nên phức tạp và khó khăn hơn trước. Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 giữa Iran và 6 nước khác. Theo đó, Tehran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hiện các nhà lãnh đạo mới của Iran kỳ vọng sẽ được nới lỏng dần các biện pháp trừng phạt, nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa sẵn sàng nối lại đàm phán với Iran. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari tuyên bố đã hạ sát lượng lớn thành viên Hezbollah khi tập kích khoảng 1.300 vị trí ở miền nam và miền đông Liban. Trong đó có nhiều kho chứa vũ khí được cất giấu trong các khu dân cư ở thung lũng Beqa và phía nam Liban. Ông Hagari cáo buộc Hezbollah sử dụng dân thường làm lá chắn sống, đồng thời cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng triển khai bộ binh vào Liban để đẩy lùi Hezbollah ra xa khu vực biên giới. Hiện chưa rõ trong số thương vong có bao nhiêu thành viên Hezbollah. Để đáp trả các cuộc không kích, Hezbollah cho biết đã phóng khoảng 200 tên lửa vào một căn cứ quân sự ở miền bắc Israel. Liban đã cảnh báo Liên Hợp Quốc rằng công dân của nước này phải đối mặt với mối nguy hiểm nghiêm trọng khi xung đột giữa Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn ngày càng leo thang. Truyền thông và giới phân tích khu vực đánh giá chiến dịch không kích hôm qua của Israel và Liban là ác liệt và đẫm máu nhất kể từ sau cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006. Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và các cường quốc trên thế giới ngăn chặn Israel phá hủy các ngôi làng và thị trấn của nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo khi đang tham dự phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Mỹ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên án Israel tìm cách mở rộng xung đột, khẳng định rằng Tehran đã kiềm chế với hy vọng đảm bảo hòa bình tại khu vực. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cáo buộc các cuộc tấn công của Israel vào Liban đánh dấu một giai đoạn mới trong nỗ lực kéo toàn bộ khu vực vào tình trạng hỗn loạn. Bộ Ngoại giao Ai Cập phản đối mọi hành vi vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của Liban và lên án hành động leo thang nguy hiểm của Israel, đồng thời kêu gọi các cường quốc quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn sự leo thang nguy hiểm này. Trong khi đó, Thủ tướng Iran Mohammad Soudani đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của các quốc gia Ả Rập bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Palestine Mustafa mô tả tình hình nhân đạo ở Gaza là một thảm họa. Ông Mustafa cho biết người dân Gaza đang phải chịu đựng một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử hiện đại. Trong gần một năm nay, cuộc chiến của Israel đã gây ra mất mát và đau khổ chưa từng có, và đây là một thảm họa nhân đạo. Người dân Palestine ở bờ Tây, bao gồm cả đông Jerusalem, tiếp tục phải đối mặt với các mối đe dọa có hệ thống do bạo lực leo thang, các cuộc đột kích quân sự, hạn chế di chuyển và nhiều mối đe dọa khác. Bình luận của ông Mustafa được đưa ra khi Israel ngày 23 tháng 9 tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban, gây ra hàng nghìn thương vong và khiến hàng chục nghìn người phải chạy trốn. Trong một phát biểu, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Israel đang giăng bẫy để dẫn dụ Israel vào cuộc chiến rộng khắp khu vực Trung Đông mà Tel Aviv âm mưu thúc đẩy. Theo đó, Israel đang ra sức lôi kéo Iran vào một tình thế mà Tehran không hề mong muốn, đó là chiến tranh. Tổng thống Pezeshkian khẳng định
người Iran không dại dột để mình bị cuốn vào một cuộc chiến vốn không có người chiến thắng. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành chiến dịch không kích đẫm máu mang mật danh mũi tên phương Bắc, phá hủy khoảng 1.300 mục tiêu của lực lượng Hezbollah, một đồng minh của Iran trong trục kháng chiến tại khu vực. Theo Bộ Y tế Liban, đến nay đã có ít nhất 492 người chết, trong đó có 35 trẻ em và 58 phụ nữ, cùng gần 1.700 người bị thương trong đợt tấn công quy mô lớn của Israel. Trong khi đó, giới chức cấp cao của Iran nhiều lần khẳng định nước này sẽ không thể bỏ qua và buộc phải tiến hành biện pháp trả đũa nghiêm khắc chống Israel. Ông Stefan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông vô cùng quan ngại trước tình hình leo thang và con số thương vong dân thường ở Liban. Ông Josep Borrell, ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu EU lo ngại, đụng độ giữa Israel và Hezbollah sẽ đẩy Trung Đông vào nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này đang cố gắng xoa dịu tình hình. Washington đang triển khai bổ sung lượng nhỏ quân nhân đến Trung Đông khi căng thẳng khu vực leo thang. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng các cuộc tập kích của Israel vào Liban sẽ đẩy Trung Đông chìm sâu vào hỗn loạn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp. Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn nhằm thảo luận về tình hình ở Liban. Ai Cập cũng đề nghị cơ quan này nhanh chóng can thiệp. Hiện giao tranh qua biên giới giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban đang đứng trước một nấc thang mới vào thời điểm giới lãnh đạo và quân đội Israel đang tỏ rõ quyết tâm đẩy lùi lực lượng Hezbollah khỏi biên giới để đưa hàng chục nghìn người dân ở biên giới phía Bắc phải sơ tán trở về. Mặc dù Hezbollah và Israel đã phóng tên lửa qua lại biên giới, tiến hành không kích lẫn nhau từ tháng 10 năm ngoái, khiến hàng nghìn người dân ở khu vực biên giới phải sơ tán, nhưng căng thẳng leo thang trong tuần qua đã một lần nữa làm gia tăng mối lo về một cuộc chiến tranh lan rộng tại khu vực Trung Đông. Một quan chức Israel nói với đài CNN rằng nội các an ninh của nước này đã đồng ý tiếp tục nâng cao mức độ hoạt động quân sự mỗi ngày. Quân đội Israel cũng không loại trừ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ tại Liban. Trong khi đó, Thủ tướng Liban Najib Mikati tố cáo Israel đang tiến hành một chiến dịch hủy diệt đối với nước này. Còn phó thủ lĩnh của Hezbollah Naim Qassem phát biểu tại lễ tang của ông Ibrahim Akin, chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng trong một cuộc ném bom của Israel xuống thủ đô Beirut, đã tuyên bố rằng phong trào này đã bước vào trận chiến tính sổ không hồi kết với Israel. Sau cuộc họp bên lề khóa họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, G7 ra tuyên bố nêu rõ, các hành động và phản ứng hiện nay có thể khuếch đại vòng xoáy bạo lực nguy hiểm, kéo toàn bộ Trung Đông vào một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với hậu quả khôn lường. Các ngoại trưởng G7 kêu gọi chấm dứt ngay chu kỳ bạo lực đang diễn ra trong khu vực, đồng thời khẳng định không quốc gia nào được lợi từ sự leo thang tình hình hiện tại ở Trung Đông. Cùng ngày phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Liban, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này và kêu gọi các bên giảm leo thang, tránh cuộc xung đột toàn diện trong bối cảnh số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng. Bình luận của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Dân Chủ thông báo rằng bà Kamala Harris đã đồng ý đối mặt với đối thủ của Đảng Cộng Hòa vào ngày 23 tháng 10 trên kênh CNN. Theo cựu Tổng thống Trump, dù ông thích tranh luận vì nó mang lại giá trị giải trí tốt, nhưng việc một số bang đã bắt đầu bỏ phiếu sớm khiến ý tưởng này không còn khả thi. Trước đó, hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã tổ chức cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên tại Philadelphia vào ngày 10 tháng 9, với màn thể hiện có phần vượt trội nghiêng về Phó Tổng thống Kamala Harris, dù đối thủ Donald Trump đã không chịu thừa nhận. Hiện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ở vào giai đoạn quyết liệt, khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu chính thức. Một cuộc khảo sát của Quinnipiac công bố mới đây cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn đầu với tỷ lệ sít sao ở cả ba tiểu bang chiến trường quan trọng gồm Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 9 giờ địa phương tại mỏ than Tabas thuộc tỉnh Nam Khorasan. Vụ nổ ảnh hưởng đến hai khu vực của mỏ, nơi có 69 công nhân đang làm việc. Thống đốc tỉnh Nam Khorasan Javad Kena cho biết, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu 22 người còn mắc kẹt. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do tình trạng tích tụ khí trong hầm mỏ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu điều tra vụ việc. Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Zera Azeb cũng đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân và gia đình. Đây không phải là vụ tai nạn mỏ đầu tiên ở Iran. Năm ngoái, một vụ nổ tại mỏ than ở Damghan đã khiến 6 người thiệt mạng. Năm 2017, 43 thợ mỏ đã tử vong trong một vụ nổ ở Arasa.
Theo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, tàu vũ trụ Soyuz đã hạ cánh xuống thảo nguyên Kazakhstan khoảng 3 giờ rưỡi sau khi tách khỏi ISS. Trong quá trình hạ cánh không gặp sự cố nào. Các phi hành gia được đưa ra khỏi khoang tàu và ngồi trên những chiếc ghế gần đó để giúp họ thích nghi với trọng lực. Sau đó được kiểm tra y tế trong một chiếc lều. Nhà du hành Kononenko và Chup đã ở trên trạm ISS 374 ngày, kỷ lục mới đối với một nhiệm vụ tại trạm. Kỷ lục trước đó là 371 ngày thuộc về các nhà du hành Sergei Prokopiev, Dmitry Pelatin và Frank Rubio của NASA, những người sống trên ISS từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. Trong khi đó, nhà du hành vũ trụ người Mỹ Tracy Dyson đã ở trạm vũ trụ 6 tháng. Mexico đã ban hành cảnh báo bão nhiệt đới cho khu vực bờ biển từ Punta Maldonado đến Bahia de Huatulco vào cuối tuần với sức gió liên tục từ 63 đến 117 km/h. Người dân địa phương đã nhanh chóng kéo thuyền và thu dọn các vật dụng trên bờ biển trước khi bão đổ bộ. Chính quyền Mexico thông báo đóng cửa trường học ở một số khu vực ở Oaxaca và Guerrero lân cận khi cơn bão đang đến gần. Đến ngày 26 tháng 9, bão Zone dự kiến sẽ gây ra lượng mưa từ 15 đến 30cm trên khắp các khu vực ven biển của tiểu bang Chiapas, phía nam Mexico, với lượng mưa lớn hơn các khu vực bị cô lập. Ở các khu vực dọc và gần bờ biển Oaxaca đến đông nam Guerrero, lượng mưa có thể đạt từ 25 đến 50cm. Bão Zone là cơn bão nhiệt đới lớn thứ hai đi qua Mexico trong vòng 3 tháng qua. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đã giúp 250 triệu người thoát nghèo và cho thấy rằng sự phát triển bền vững có thể thành công. Ấn Độ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công này với các nước khác. Thủ tướng Ấn Độ cũng kêu gọi cải cách các thể chế toàn cầu và coi cải cách là chìa khóa cho sự phù hợp. Thành công của nhân loại nằm ở sức mạnh tập thể, không phải ở chiến trường. Đối với hòa bình và phát triển toàn cầu, cải cách trong các định chế toàn cầu là điều cần thiết. Đề cập việc giải quyết chủ nghĩa khủng bố hay các lĩnh vực mới nổi như mạng, hàng hải và không gian, ông Modi nhấn mạnh cần đảm bảo hành động toàn cầu phải phù hợp với tham vọng toàn cầu. Trước đó, cũng tại hội nghị thượng đỉnh tương lai, các nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua hiệp ước tương lai bao gồm nhiều chủ đề: hòa bình và an ninh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, hợp tác kỹ thuật số, nhân quyền, giới tính, thanh niên và thế hệ tương lai, cũng như sự chuyển đổi của quản trị toàn cầu. Mưa lớn đang diễn ra ở nhiều khu vực của các quốc gia Đông Bắc Á, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân. Tại Nhật Bản, mưa lớn trong vài ngày qua tại tỉnh Ishikawa, miền trung nước này, đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Người dân được cảnh báo duy trì cảnh giác cao trước hàng loạt diễn biến phức tạp của thời tiết. Thủ tướng Kishida Fumio đã chỉ thị giám sát chặt chẽ thiệt hại và cung cấp hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của các địa phương bị ảnh hưởng. Tại Hàn Quốc, mưa lớn cũng đã xảy ra ở các khu vực phía nam nước này, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, gây ra tình trạng ngập lụt các trang trại, đường xá và nhà cửa. Nhiều di sản văn hóa cũng bị hư hỏng. Ngập lụt cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhiều nhà máy và 17 công viên quốc gia trên toàn quốc. Trong khi đó, tại Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão Bulasan, một số con sông ở tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Giang Tây được dự báo có thể dâng cao vượt quá mức báo động do mưa lớn từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp để phòng chống bão lũ, tăng cường giám sát và cảnh báo sớm. Các cơ quan chức năng cũng nỗ lực để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và các dự án đang được xây dựng trong mùa lũ và ngăn ngừa tình trạng ngập úng đô thị. Phát biểu tại một sự kiện trong tuần lễ khí hậu ở thành phố New York, Tổng trưởng lý bang California Rob Bonta cho biết, trong suốt nửa thế kỷ qua, ExxonMobil đã liên tục đưa ra những thông tin sai lệch về tái chế nhựa thông qua chiến lược quảng bá và tuyên bố công khai, khiến người tiêu dùng tin rằng việc tái chế có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hầu hết các sản phẩm nhựa không thể tái chế một cách hiệu quả và kinh tế. Theo đó, chương trình tái chế tiên tiến mà ExxonMobil quảng bá gần đây chỉ là một chiêu trò nhằm đánh bóng hình ảnh và khuyến khích việc tiếp tục sử dụng nhựa dùng một lần. Thực tế là phần lớn nhựa thải ra vẫn bị chôn lấp, đốt hoặc xả ra môi trường. Vụ kiện trên là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 2 năm về vai trò của các công ty nhiên liệu hóa thạch trong cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu. Đây là vụ kiện đầu tiên ở Mỹ nhằm buộc các công ty này phải chịu trách nhiệm về những thông điệp của mình xung quanh tái chế nhựa. ExxonMobil hiện là nhà sản xuất lớn nhất các loại polymer được sử dụng trong nhựa dùng một lần, một yếu tố làm gia tăng đáng kể lượng rác thải nhựa tại California. Bà Margrethe Vestager, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách chính sách cạnh tranh của Ủy ban châu Âu cho biết,
Khoản đầu tư này phù hợp với các mục tiêu của kế hoạch công nghiệp thỏa thuận xanh để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của các nước thành viên. Theo đó, khoản viện trợ này sẽ cung cấp các khoản tài trợ trực tiếp cho các công ty tại Ba Lan về sản xuất pin, tấm pin mặt trời, tuabin gió, máy bơm nhiệt, máy điện phân và thiết bị thu giữ carbon. Bên cạnh đó, khoản viện trợ này cũng sẽ hỗ trợ các công ty sản xuất linh kiện hoặc nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất thiết bị tái tạo. Theo kế hoạch quốc gia về năng lượng và khí hậu giai đoạn 2021-2030 của Ba Lan, Warsawa đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng từ các nguồn tái tạo từ 17,6% vào năm 2025 lên 21% vào năm 2030. Quán cà phê RC City Cafe and Gaming Avenue có khu vực vui chơi hấp dẫn. Đó là một bể chứa cát lớn được trang bị đầy đủ các loại xe phục vụ việc xây dựng, từ xe ben, máy xúc đến cả xe địa hình, để mang lại trải nghiệm chân thực nhất có thể. Du khách có thể thưởng thức đồ uống, bánh crepe, bánh ngọt trong khi vận hành máy móc xây dựng bằng điều khiển từ xa. 3 đến 4 năm trước, tôi đã nảy ra ý tưởng mở một quán cà phê kết hợp với trò chơi. Tôi đến một số quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Đức, Mỹ và Nhật Bản để xem các nhà máy và các thiết bị xây dựng. Và tôi đã thực hiện được mong muốn của mình. Anh Ash, một khách hàng cho biết, quán cà phê là ý tưởng thú vị để các bậc cha mẹ và con cái của họ được cùng nhau vui chơi. Tôi đến đây cùng con trai tôi là Isaac. Tôi thấy quán cà phê rất thú vị. Còn đối với cậu con trai 2 tuổi đam mê máy xúc của tôi, thì đây thực sự là một nơi tuyệt vời. Quán cà phê được khai trương vào tháng 6 năm 2024. Đó là hình mẫu về sự kết hợp ẩm thực với các trò chơi vui nhộn trong một môi trường an toàn và thân thiện.